Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là rắn săn mồi Snake River nhé. Và nếu video được 500 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của rắn săn mồi anh em ơi. Thì mình sắp được có những loài rắn mới ở trong cái phần Battle Pass rồi. Vì nhà sản xuất đã có mail cho mình và sẽ gửi cho mình trong vòng 1-2 ngày tới, chắc là ngày mai hoặc là ngày kia nó sẽ có những rắn mới để review cho anh em xem. Thì chúng ta rất là chờ đợi luôn. Và xem có thông tin gì mới không ta. Đây sẽ thông tin gì mới hay không. Chúng ta sẽ hoàn thành các cái nhiệm vụ ấy để chúng ta kiếm thêm những cái điểm point một cách nhanh hơn, để là cày cái Battle Pass free cũng sẽ rất nhanh hơn rất là nhiều. Có thế thôi, không có gì nhiều cả. Ở đây thì có thêm một con rắn tuần lộc, con này đắt lắm, khoảng hơn 200.000 cơ. Không biết là có được nhà phát hành cho con rắn đấy không nữa. Trong này khá nhiều rắn, nói chung là nhiều rắn lắm, mình chưa có. Rắn chúng ta thì có rất rất nhiều loại mình chưa có này, cả một đống luôn. Cơ miệng ở đây thì là thêm con rắn gì đây, Franken Snake. Đấy, con này rắn mới anh em ạ. Đầu tiên mình thấy con Franken Snake ở đây này. Có một cái Fire Trucks, hình như là xe cứu hỏa đúng không anh em. Rắn mới này tầm khoảng 2.000 thôi, khá đẹp. Còn rắn mới nữa không ta? Oh my god, gì đây? Metragon là cái con ở trong cái sự kiện đúng không? Ui, đẹp vãi. Cánh này, giáp dùng này, các kiểu này. Không biết là có ai có Metragon chưa nhỉ? Hình như là chưa. Hình như chưa ai có Metragon thì phải. Ok, mình sẽ cày và hy vọng sẽ được tặng Metragon. Con rắn là VIP nhất hiện tại, đẹp nhất và đẹp hơn những con rồng kia nhiều. Battle Royale, chúng ta sẽ vào và đợi chơi thôi. Sắp có rắn Metragon để có thể là test cho anh em xem rồi. Nó rất đẹp, phải nói rất đẹp luôn. Để mình xem ở trong cái trận chiến này xem có ai có Metragon hay không. Metragon thì chỉ cần nạp 130 mấy nghìn thôi là anh em sẽ có ngay con Metragon đầu tiên luôn. Nhưng mà nó sẽ không được đầy đủ bộ phận ấy. Mà muốn mở đủ bộ phận thì anh em phải cày cái Battle Pass. Hình như mình có nhiệm vụ là ăn cái power gì đó. Thì mình sẽ chơi ăn Underboy. Cậu vàng anh em ạ, cậu vàng trở lại với thế giới rắn. Cậu vàng. Con này thật ra cũng không giống với cậu vàng cho lắm, nó chỉ tượng trưng thôi. Cái gì đấy, đánh thế. Ai lều, bắn nhau nào anh em ơi. Thế nào không? Ở đâu đây? Ông có một rắn ở dưới. Chết luôn kìa. Rồi ok, mình đã giết được một con rắn rồi. Và chúng ta sẽ ăn hết tất cả một cái đống này luôn. Anh em thấy rắn lúc nãy tên là gì không? Vũ Lít. Ai mới lều. Đùa nhau à. Chẳng lẽ Vũ Lít cũng chơi trò này chăng? Không biết được. Rồi chúng ta sẽ lấy thêm cái trên này. Rồi đây con Paul này, giết luôn anh em ơi. Vớ vẩn, ăn sao được. Láo nháo ở đây, bắn chết luôn bây giờ. Chúng ta đi ăn cái đạn để bắn nhau anh em ạ. Được nó đấy nhờ. Tự nhiên lại có thức ăn ở đâu ra này. Đây mình ăn được một đống thức ăn này, hay quá. Tự nhiên có thức ăn ở trên này. Ở xuống dưới này anh em ơi, xuống dưới. Đây rồi, chúng ta có thêm thức ăn ở đây, khá nhiều. Đâu rồi, ok, mình sẽ ăn toàn bộ mấy cái đống thức ăn ở phía dưới này. Đấy, nhiều thế, nhiều thức ăn vậy. Underboy, cậu vàng, xuống dưới ăn thêm thức ăn bên này luôn. Evan Turner, thích nhau không? Từ từ, mình cần phải ăn thêm một cái nhấp nháy để mình có khả năng bắn nó được. Evan Turner kìa, không biết là có tạt đầu chúng ta không? Đoán xem, còn khoảng là 9 người nữa và con rắn này thật ra thì nó không được to lắm. Ui. Ok, chúng ta có một cái này thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều nha anh em. Tuyệt vời. Vẫn quyết tâm là quay trở lại để nó giết mình chăng? Oh, wow. Wow, con này đang bị quay anh em ạ. Nó bị quay vào trong ở giữa. Và tỷ lệ chết nó khá là cao. Nhưng con nào bị quay thì hay chết lắm. Ăn luôn anh em ơi. Cần đợi gì nữa đúng không? Thức ăn mà. Gì đây?
Sau đây có một cái này, mình ăn được, ăn đi để mà nó khỏi ăn luôn đấy anh em. Nó khỏi khỏi vào đây luôn. Ồ ồ ồ. Ok, đang ăn, ăn hết cái đống này đã. Rồi. Chúng ta kiếm một cái chỗ nào đó ổn tí thì mình vào. Hợp lý không? Chỗ này ổn phết. À, không biết nó sẽ bo vào đâu thôi. Vẫn là ở chỗ này thôi. Vẫn là đẹp. Vẫn là đẹp. Mình đang cố gắng là giữ cái vị trí của chúng ta và ăn nhiều nhất có thể thức ăn trong này. Nhau rồi, rơi nhau, đánh nhau ở ngoài rồi. Đồng thế nhỉ. Không biết là sẽ bo vào đâu đây. Bo phía trên thôi. Đang bo phía trên thôi. Đấy, đấy. Hay quá. Chết này. Con nào chết không ta? Oh, Underboy. Hai Underboy luôn anh em ạ. Không biết là nước nào kia. Hai Underboy trong này luôn. Hay à. Hay cha cha. Đây rồi. Underboy này tự chết anh em ơi, tự đâm nhá, không làm gì cả, không làm bất kỳ một cái điều gì cả. Còn cái chết này ấy. Vào đây nào cưng ơi. Úi giời, mình nguy hiểm quá anh em ơi, nguy hiểm quá. Nó ra ngoài và không cho nó vào trong anh em ơi. Quyết tâm là không cho nó vào trong luôn. Sẽ chết thôi mà. Mình bo hết đống rồi rồi. Bo hết chỗ này rồi thì làm sao mà vào được. Không thể nào mà vào được nha. Vào đây. Mình đang vẫn ở trung tâm này. Thích thì chiến nha cưng ơi. Nhật Bản à. Khá là ấy đấy nhờ anh em. Khá là căng đấy, nhưng mà nó bé tí à. Cứ từ từ thôi, không đi vội cả. Có thêm đạn này anh em, có thêm đạn để bắn này, có thể bắn được nó này. Bắn nhau không? Trời ơi, cái này thì có mà đuổi một quýt mới thể đuổi được mình nhá. Nó có thêm tăng thêm máu nước gì đó bên kia, nhưng mà chúng ta đi vòng vèo cái thứ này. Úi dồi, thức ăn. Cố gắng hết sức anh em ạ, để nó có thể là giết được mình, nhưng mà không được rồi. Chúng ta là quá tỉnh rồi anh em. Hãy đi vòng lại. Thôi thua đi em ơi, làm sao mà có thể đấu với anh được. Nhật Bản à, Nhật Bản thì cũng thế thôi nhá. Stop nhá. Rồi ok. Đâu rồi. Trên. Ăn luôn anh em. Oh, win. Cái này win dễ nhờ. Win dễ vãi tèo anh em. Xong luôn rồi. Đấy, cái Battle Pass của mình cũng được tăng lên. Chúng ta nhất. Ôi chết rồi, quên không được gấp đôi điểm rồi. Ngáo thế. Cái rank của chúng ta tăng lên là thứ 16. Cái quest của chúng ta đây này. Càng lấy được nhiều cái power up thì chúng ta sẽ càng tăng cường cái sức mạnh lên. Và mình sẽ nhận được cái hình của công chúa. Công túa. Sắp. Mình được có một nửa cái lấy cái hình công chúa thôi. Còn khá là lâu nữa. Rồi, chúng ta sẽ vào có con rắn mouse, con rắn chuột. Chắc là ai cũng muốn lấy thôi. Con rắn mới thì nó vẫn là vui hơn đúng không? Dùng cái này đi. Ok. Con gì kìa, con cá. Con giống cá ra. Rắn cá. Oh my god. Bắn ghê thế. Bắn về anh dai. Em có làm gì anh đâu. Oh, wow, được của nó đấy. Oh. Wow. Được của nó đấy anh em. Ui dạ. Nhưng mà đi vào giữa có vẻ không an toàn lắm đâu thì phải. Hay như mình cảm giác là như vậy, chẳng biết. Có lẽ nên là tách ra hoặc. Ôi, nhưng mà trong giữa này có nhiều thức ăn quá. Oh, wow. Yes. Đừng có bắn tôi là được nha. Thằng kia Hàn Quốc, không phải Nhật. Thằng ấy thằng Nhật cơ. Oh, có chuột đấy anh em ơi. Có người đã có chuột rồi này. Cầy khá là ghê. Mấy người này cầy kinh khủng ấy. Nhờ rắn chuột tức có chỗ đông thế. Đông kinh khủng luôn. Nên né ra cái chỗ góc đi anh em ạ. Đây. Nên né chỗ cái góc này. Quay lại. Chết rồi.
chạy nhanh. Đó, không sao, vẫn có thể trụ được và để đánh nhau đi anh em. Và chúng ta cũng khá là to, mình bị mất một số cái điểm ở bên ngoài. Có một phát nữa nhỉ. Rồi, xuống dưới. Ăn đây đây, có rồi anh em ơi. Có nhấp nháy. Tốt, có một cái pha, có một cái này để dành cho tơn cuối được. Cái này sao bé nhỉ? Cảm giác bé ấy. Kiểu đánh nhau. Đánh nhau thật nhưng mà mình không vào được. Chỗ ấy mình không vào được. Kia có thêm một cái nữa. Mình cứ đi lượn kiểu này khi chết lúc nào không biết. Cái này để dành nha anh em. Cái này để dành đến phát cuối cùng để mình có thể ăn thêm nhiều cái, hoặc là có thể là sống sót được thêm một vài phút. Nhưng mà chỗ này nhiều thức ăn quá. Chỗ này nhiều cái ăn quá. Nhiều cái nhấp nháy có thể ăn quá. Hơi đáng tiếc. Còn ôi tận 14 thằng nữa kìa. Đâu hết nhỉ? Dưới à? Sao chỗ này bé tí mà bây giờ còn tận 13 người nữa mà vẫn chưa ai chết kìa. Wow, khá là ghê, không biết ở đâu luôn ạ. Lại Nhật Bổn. Ui, con rết vậy ta. Sợ thế. Underboy của tôi đang đi vào trong. Nhìn rất là ngáo ngơ nhưng vẫn là một lần top 1 rồi đấy. Và còn 9 người nữa. Con kia giống quỷ à. Mặt quỷ, quỷ dữ ấy nhỉ. Quỷ dữ thì đúng hơn. À, con kia kinh phết anh em ạ. Khả năng lượn lờ của nó khá là tởm lợm. Con rồng mặt quỷ ấy à. Còn 6 người nữa anh em. Đây, ok. Không biết con rồng mặt quỷ đã chết chưa ta. Ui, rồng mặt quỷ ở đây anh em ạ. Nó muốn quay mình hay sao nhỉ? Rồi ok, mình sẽ sang đây mình ăn hết cái phi thuyền không gian này. Tự nhiên thiên thời địa lợi vãi trưởng, ăn được cái phi thuyền không gian luôn anh em. Mấy con này định ra để ăn phi thuyền không gian nhưng mà không được. Mình đã chiếm được rồi. Để ăn nốt cái phi thuyền không gian cái. Đấy, rồi ok. Úi giời, hơi bị lỗi một tí xíu. Phải đống nhỉ. Underboy của tôi vẫn đi di chuyển được, còn 5 người nữa kìa. Trận này căng phết nhỉ, toàn cao thủ ở trong này luôn. Toàn cao thủ anh em ạ, không phải đơn giản. Có con rắn, con rết kia nó đang sắp chết rồi. Nó đang bị quay ở ngoài kìa. Và nó đang ôi không chết ạ. Con rết vẫn không chết anh em. Con rết là một cái đối thủ khá là mạnh đấy. Chưa biết là sẽ đánh như thế nào. Chết, rết này, rết với tôi à? À thì rết với tôi à? Top 1 là easy game nhỉ. Nhưng mà cái pattern pass tôi không lên được mấy ạ. Và từ á, game gì mới à? Tam Quốc à? Tân Tam Quốc Chí à? Game mới à? Nhìn nó khá là lạ ta. Chưa nhìn thấy cái game Tân Tam Quốc Chí này bao giờ cả. Không biết rằng có hay hay không nữa. Level 100, level 70 gì đó đây. Mình cần phải chơi xong một trận nữa anh em ạ. Thì mình mới không, cái này sẽ được gấp đôi cái số điểm của mình hiện tại. Mình muốn lên để được cái hòm thôi. Hòm xịn xịn một xíu thôi. Tắt cái này đi gái. Đây, để xem trong cái nhiệm vụ, cái quest đã hoàn thành xong một cái này. Collection thấy chưa? 300 cái apple sử dụng gì? Magnet Blast gì đó đây. Cái season đây. Còn lâu mới được cái queen này mà con đứa đã được con chuột rồi. Kinh. Hoặc là nó mua cái battle pass anh em ạ, nó mua. Theo như mình đoán nó sẽ mua cái battle pass. Mua thì sẽ lên một phát lên luôn, full cấp luôn chăng. Kinh quá. Rồi, chúng ta sẽ có nhiều rắn đẹp lắm. Trên thế giới rất là nhiều rắn. Những người này chắc là suốt ngày cày nguyên một trò thôi anh em. Họ được nhiều cái đồ xịn sò như vậy. Nhưng mà nhiều đồ xịn sò chưa chắc đã là ngon. Oh my god, bắn nhau nào.
Đánh nhau nào. Sổi ông giết người như ngoé vậy ta. Giết người đáng sợ thật sự luôn anh em. Ấy. Chơi đồng thế. Ồ, bắn nhau. Kinh nhỉ, giết nhau quả đấy không chết à. King EZ. Ờ, mình cũng là King EZ mà. Có sự nhầm lẫn ở đây chăng? Mình có King EZ mà. Nhưng mà mình không hiện tên anh em ạ. Và rồi mình giết đến phải đến 3 đến 4 người rồi sao anh ạ? Khá là hổ báo ta. Hổ báo cáo trồn lại chết lúc nào không biết nhá. Thông thường những cái ván nào mình hổ báo là mình chết sớm. Thế cơ, thầy ơi, rồi. Và chúng ta sẽ kết hợp giữa sự hổ báo và sự gọi là lươn lẹo một tí để có thể là chiến thắng cái trận này. 3 lần top 1 thì nó cũng là một cái gì đó rất là tuyệt đấy. Phải nói như thế. Nếu mà được 3 lần top 1. Đúng thế nhờ. Chạy thôi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ui, cái vòng bo của tôi nó toàn bị gọi là đuổi theo rồi nhiều. Từ thôi anh em, không cần phải vào sâu đâu. Đấy, đông lắm, vào người chết thì sẽ chết rất là nhiều. Mình thì ăn ở ngoài thôi, sống một cuộc đời gọi là bình yên thôi. Thôi mày ăn đi, cho mày ăn luôn đấy. Ô, cố gắng đi chỗ này lắm ấy mà không được. Định ăn bên kia nhưng mà vòng bo nó ăn bo vào rồi. Hơi đáng tiếc một xíu. Đây. Mình đang đợi ở đây này để xem không biết là bo sẽ như thế nào. Bo ở phía dưới rồi. Nhảy lên phía trên là có thức ăn nhá, nên nhớ như vậy nhá. Hà mã, đây còn hà mã kìa. Vừa thôi thấy là thấy hà mã. Và còn 6 người nữa anh em. Nhật lại Nhật Bản. Nhật Bản chơi trò này lắm thế nhỉ? Chắc họ cũng rất là hâm mộ với dựa game Snake River này. Ồ, cái gì đây? Nó vừa cắn mình phát hay sao ấy nhỉ? Đáng sợ thật sự. Ui, bán hết rồi. Không cho ăn hết chứ. Để mình phải ăn thêm một ít chứ. Đằng nào thì mình cũng sẽ cố gắng ăn một chút xíu gì đó. Lướt đi rất là nhanh, theo mình thấy là như vậy. Lướt đi nhanh để làm gì ta? Trong khi đó tập trung chơi ở cái cửa cuối thằng này khôn này. Thằng này HT cái gì đấy? Quốc tịch nước gì đấy? Sao cờ nó sao lắm một kiểu hoa hay là lắm kiểu phi tiêu vậy? Giống kiểu hoa, bông hoa hơn là phi tiêu. Underball của chúng ta vẫn đang khá tốt. Không biết là bò sẽ như thế nào. Thích giết người ấy nhỉ? Vào đây mà giết này, đủ tự tin thì vào đây mà xoay này, đủ tự tin thì vào đây mà xoay này. Sorry anh em. Ui rồi thắng luôn ạ. À. Oh my god, thế mà vẫn thua ta, không để ý luôn. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào anh em và gặp lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye. Vẫn được 1000 điểm anh em.